莫名其妙就当不要知，只愿知一字一脉都要为情义，为情义随时随地纵我一阙诗，一段诗足够传下万世痴。难得糊涂，虽有志愿仍然无用武，我要不不要到藏风宫遗迹，如攀登海市蜃楼难达到。难得糊涂，充满转入糊涂难做到，笑也好哭也好要心安理得，谁敢于广中大庭前画歌问好。Đa tảng thì đã có rồi, chỉ còn về mặt kinh phí thì không đủ. Tại sao tham quan ô lại dạy khắp thiên hạ như vậy? Lúc nào cũng dơ dét, bóc lột của ba tánh. Năm xưa người này được thánh tổ thưởng thức, nhất định không phải là người thọ giả tầm thường đâu. Nương tử à, từ nay đừng có gì chuyện nhỏ mà gây gỗ với người ta ở ngoài phố nữa, có biết không đi? Ông chủ đây thiệt đáng ghét mà, thí để được sáng mắt. Quýnh đây, xin dừng bước. Ngươi làm muốn gì? Các người lui xuống trước đi. Dạ. Tại hạ họ Kim, không có ác ý với các vị. Ta biết huynh đài thích tranh vẽ, nhưng mà ta ưa thích tranh mật trúc, cho nên mới có một thỉnh cầu. Không biết huynh đài có thể nhường lại cho ta hay không? Ta chịu trả 100 lạng. Tại sao ngươi lại thích bức tranh vẽ này? Tranh vẽ này bút pháp tinh kỳ, thanh tú thoát tục, lá trúc trong tranh tràn đầy sức sống, khiến cho người ta cảm thấy an thái. Nông cạn. Ngươi có nghe người ta nói qua vui vẻ lan, giận vẽ trúc không đi? Vui vẻ lan, giận vẽ trúc. Ông chủ, cho mừng cái bút xe đỡ nha. Dạ được, xin mời. Cảm ơn. À được. Hay quá, rất là hay. Ngươi thiệt là nông cạn quá cỡ đi. Ngắm tranh thì không thể ngắm bề ngoài, phải coi thuần túy. Ta bởi vì giận mà vẽ bức tranh này. Huynh đài kỹ thuật cao siêu, vẽ trúc tinh diệu như vậy, không lẽ đây là Trịnh Bản Kiều? Xin lỗi, tướng công ta không phải là Trịnh Bản Kiều. Chúng tôi đi nha. Tại sao không cho đám người đó biết anh là Trịnh Bản Kiều? Em thấy là công tử đó như là tới kiếm chuyện với anh. Hơn nữa mình lại không biết họ là ai, phải cẩn thận là hơn. Đúng. Thật ra Dương Châu có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, không lấy được tên vẽ đó ta rất là tiếc. Công tử cần gì phải thấy tiếc. Nghe nói chỗ này có chè hạt sen đông lạnh, uống ngon ghê lắm đó. Hay là đi thử đi. Ta không muốn uống. Bánh bao nhân thịt ở chỗ này nghe nói cũng ngon ghê lắm. Cũng không muốn ăn. Công tử, xin mời về quán trọ nghỉ ngơi trước. Chúng tôi đi mua ít đồ ăn, rồi sẽ về liền. Đi đi. Thôi đi qua đây đi. Em muốn kiếm chủ tiệm bánh cảo. Năm xưa em lưu lạc ở Dương Châu, may là có hắn chứ chấp em. Lần này tới đây phải ghé thăm hắn chứ. Ừ, thiệt nên lắm. Ta cũng đi. Có quen biết hay sao? Vừa trở tủ cho chưa có hay ăn cái gì, đói quá đi. Ta phải ăn sủi cảo. Để em dẫn cô đi. Vậy được, đi sớm về sớm. Ừ. Mua vô. Đứng lại. Các người muốn gì? Lúc nãy công tử của chúng tôi đã ra 100 lượng mà ngươi chết hả? Bây giờ chúng tôi trả 200 lượng. 300 lượng thế nào? Không bán.
Xin chào. Đi mà. Vô lửa này đi lão già. Đây là bức tranh mật trúc của Trịnh Ban Kiều vừa rồi. Các ngươi làm sao có được? Bẩm hoàng thượng, di thần vừa rồi đã quay lại mua với vị huynh đài đó. Huynh đài đó vừa rồi trẫm đã trả 100 lượng, hắn cũng không chịu bán mà. Hoàng thượng, có tiền là được. 100 lượng hắn không chịu bán, chúng tôi ra 200 lượng. 200 lượng không được thì 400 lượng, và cuối cùng thì hắn chịu bán đó. Nghe ngươi nói như vậy, trẫm thiệt là thấy thất vọng. Hoàng thượng, có phải Di Thần đã làm sai chuyện gì không? Mong hoàng thượng thứ lỗi cho. Trẫm không phải là nói các người. Đứng dậy đi. Tạ ơn hoàng thượng. Trẫm nói là vị huynh đài kia, tuy là đã bị hắn xỉ giả một trận, nhưng mà trẫm cảm thấy hắn không phải là một người có chí khí. Uổng cho hắn cái miệng thanh cao, cuối cùng phải cúi đầu trước tiền bạc. Lần này các ngươi làm khá lắm, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng. Tạ ơn hoàng thượng. Không biết người đó là nhân gì, đánh người một trận là không phải giật tiền bạc của người, chỉ là giật đi cái tranh mực trúc rách rưới đó. Theo ta nhất định là thủ hạ của họ Kim đã làm. Họ Kim hả? Người gì đi, không mắc mới tới ta chứ? Ngươi còn nhớ không Kim đại ca? Ta có nói với ngươi là có một công tử nhà giàu muốn giành tranh vẽ của tướng công, chính là Kiều công tử đó đó. Như vậy các ngươi nghĩ là họ Kim đó không mua được tranh vẽ của bản Kiều bằng tiền bạc rồi dùng thủ đoạn cướp giật hả? Đúng là vậy. Không ngờ họ Kim đó nhìn bề ngoài thì lịch sự, ra thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Theo ta thì phải đường hắn tới hoàng phủ để hoàng phủ đại nhân bắt hắn đưa ra tranh vẽ, còn không thì đánh nặng 100 đòn giờ mới được hả giận chứ. Cô thấy ai đánh bản Kiều sao? Bộ có thấy họ dùng cái gì đánh bản Kiều hay sao? Không có nhân chứng, không có vật chứng, khi tới hoàng phủ thì kẻ bị đánh đòn chính là ngươi thôi. Theo ta nghĩ các người thầy là vô dụng, bị người ta đánh mà không dám hô hé. Nếu là ta, ta sẽ đánh trở lại. Chúng ta là người lịch sự, đồng chút là đánh người ta sao hả? Ngũ muội, đừng ăn nói bậy bạ mà. Cái tảng đá mài mực đó đã đưa tới rồi. Quả như là danh bất hư truyền, cái mài mực thì là lớn quá. Nếu không đủ lớn thì cái đám tham quan đâu có thèm dò dét. Không những là ta, ở thành Dương Châu đâu có ba tánh nào lại không có phận. Lao dần tổn tại. Tại sao ngừng lại, đứng dậy kéo tiếp. Các người cũng vậy, mau kéo tiếp đi. Ôi, đừng có phó mà. Thằng nhóc, có biết dị mực này đáng giá bao nhiêu không? Tránh ra mau. Các người đã giờ giác bốc lột, cô ở đây hiếp đáp bá tánh, có dường pháp không đi? Đúng vậy, đúng rồi. Tất cả cái miệng. Người muốn kiếm chuyện hả? Có tin ta bắt người về nhà môn không? Người tướng công, thôi bỏ đi, mình còn phải đưa cái dĩa này về nhà môn đó. May mắn cho người. Tất cả đứng dậy, đi tiếp. Mau lên. Hạ quan tham kiến đại nhân. Bẩm đại nhân, cái dĩa mài mực khổng lồ này đã đưa tới rồi, xin mời đại nhân kiểm tra đi. Được. Đại nhân, đây là tiền chuyên chở, mời đại nhân kiểm tra lại. Nói thiệt chứ lần này thiệt
À, rất là cảm ơn các quan viên với cái người dân Dương Châu đó hả, đã nhiệt tâm đóng góp. Đại nhân có lệnh thì hạ quan phải tận hết sức của mình chứ. Đại nhân, lần này coi bộ đã tròn công đức rồi ha. Tuy là xong nhưng mà vẫn chưa có hết đâu. Cái dĩa này thiệt là lớn ha. Nói là khổng lồ thì không phải giả dối gì hết à. Nhưng mà trong dĩa không có mực, thiệt là một điều đáng tiếc đó. Ý của đại nhân là người thử nghĩ coi, cái dĩa lớn như vậy nếu đổ đầy nước mực có phải là càng được tốt đẹp hơn không? Nó trình lên cho hoàng thượng nhất định sẽ được lòng nhàn hơn hở. Đại nhân cào kiến à. Mời đại nhân coi việc. Làm khá lắm, làm khá lắm. Đa tạ đại nhân khen thưởng. Nè, họ nghe được phải quyên tiền để mua mực, có phản ứng gì hả? Thì họ có thể nói tốt mà thôi, còn có thể phản ứng được gì chứ. Được. Như vậy ngày mai ngươi cho người để cái dĩa mực này đi khắp thành Dương Châu, bắt mỗi nhà mỗi hộ phải quyên tiền mua mực. Vậy có nghĩa là bắt mỗi hộ ở thành Dương Châu đều phải quyên tiền cho chúng ta. Đại nhân thiệt là sáng ý đó nghe. Đại nhân quả không tiện danh là một người cao cao minh. Ê, bà là ai? Có ý đồ gì? Xét người của bà. Dạ. Các người muốn làm gì? Buông ta ra đi. Buông ta ra. Buông ta ra mà. Buông ra. Ôi, ta chỉ lụm tiền thôi, có sao đâu. Xin lỗi đại thẩm, chỉ là hiểu lầm thôi. Bà có thể đi. Ta chỉ ra bách bộ thôi. Các ngươi tại sao khẩn trương quá vậy? Ây da, thành Dương Châu long xà hỗn tạp. Vì muốn được an toàn, hoàng thượng nên cẩn thận là tốt hơn. Ta đã nói rồi, đừng gọi ta là hoàng thượng. Kẹo mất ngon đây, kẹo mất ngon đây. Có đủ các thứ các loại, mua vô. Anh này khách quan muốn mua gì? Thử miếng kẹo đây nha. Đây là kẹo mất gì? Ta thiệt chưa từng thấy qua. Vì công tử này chắc từ xứ ngoài tới á. Kẹo này là đặc sản của Dương Châu đó. Cái này kêu là kẹo quan nhân, kẹo bản nhi. Cái này là kẹo quan nhi đó. Coi bộ đều rất ngon đó hả? Nô tài hiểu được. Ông chủ, kẹo mứt này chúng tôi mua hết. Cảm ơn công tử, cảm ơn công tử. Ta muốn mua thứ kẹo này. Dạ rõ. Ngươi làm gì vậy? Để tránh có người có mua đồ bất chánh bỏ độc vô trong kẹo này, nô tài phải mạo hiểm ăn trước mới được chứ. Thử luôn các thứ đi. Dạ. Nè. Ôi là. Nô tài thử rồi, công tử ăn đi, không có sao đâu, ăn đi. Công tử à, công tử đi đâu vậy? Bây giờ ta muốn đi uống trà, được an toàn rồi chứ gì? Công tử à, chờ nô tài ơi. Công tử à, ăn kẹo mất của ngươi nè. Khách quan bên này có chỗ nè. Công tử bên này có chỗ. Chờ chút. Chỗ này dơ bẩn quá đi. Mời công tử ngồi. Các người ngồi xuống đi. Ta kêu ngồi xuống đi. Cảm ơn hoàng. Cảm ơn công tử. Mấy cái quán trà này vừa đông người lại vừa chật hẹp, không biết tại sao người ta lại thích tới mấy cái chỗ này. Đây là đặc sắc của nhân gian, ngươi thiệt phải thưởng thức một chút nữa. Dạ. Còn không kịp tiểu nhị. Dạ biết. Tiểu nhị. Dạ khách quan, xin hỏi dùng gì? Chỗ này có trà gì? Dạ ở đây có nhiều lắm, như là Long Tỉnh Thượng Hạng, Thiết Quan Âm nè. Thường qua đây có gì đặc sắc không? Khách quan chỉ có biết thôi, nước của chúng tôi pha trà là dùng nước suối của Đại Minh Tự đó, rất là hiếm có. Đã nhìn không rõ. Mọi chuyện gì? Không có gì. Nhưng mà ngươi nói không sai, chỗ này có rất đông người. Dạ.
Đi hết cho ta. Ôi, đi hết đi. Mà chuyện gì đuổi hết khách của ta vậy? Công tử của ta muốn bao lại chỗ này có được không vậy? Công tử, có đúng không? Không đúng. Đã sai hết rồi. Các người cứ như vậy, ta muốn thưởng thức sự lạc thú của dân gian như thế nào? Các người cứ độc hành độc đoán, việc gì cũng quản thúc, thiệt là cục hứng. Nô tài biết tội. Ta không rảnh nói với các người, ta phải đi nhà cậu. Công tử, để nô tài đi chung nha. Chuyện này cũng đòi đi theo. Nô tài không dám, nô tài không dám. Các người nghe đây, ở lại đây không được theo ta. Dạ. Khách quan à, các người chờ lâu rồi, trà đã nguội hết đó, có cần châm thêm hay không? Ây da, sao lâu quá không thấy công tử ra vậy? Không lẽ Hoàng Thượng đâu? Khách quan dùng trà. Đến bao lâu rồi, rốt cuộc cũng có thể ăn một tô mì thoải mái. Khách quan thì là biết ăn quá. Quán mì của chúng tôi là quán ngon nhất trong trăm mấy tiệm ở trên 36 con phố này đó. Người nói như vậy chắc là rành cái chỗ thành Dương Châu này. Dĩ nhiên là vậy. Vậy được rồi, ta tới Dương Châu để chơi, mọi việc đều xa lạ, ta định mướn một người dẫn đường. Hay là người dẫn ta đi qua thành Dương Châu đi. Khách quan, ta không phải không muốn giúp người, nhưng ta còn phải làm việc đó mà. Ở đây đủ tiền công cả ngày rồi. Dĩ nhiên là đủ. Không những là cả ngày, cả năm cũng đủ nữa đó. Ê, người muốn kiếm người dẫn đường thôi mà, cần chi phải phí tiền vậy? Cô là cái cô mà trước đây ta đã gặp. Ha, vị huynh đệ này dĩ nhiên là nhớ dài quá. Người muốn kiếm người dẫn đi thôi, để ta dẫn cho, ta không lấy tiền đâu. Được, vậy chừng nào có thể xuất phát đây? Hay là bây giờ đi, hôm nay Tây Sơn có miếu hội, để ta dẫn người đi. Cô nương, Tây Sơn tự làm gì có miếu hội? Ông chủ, người làm của người đứng đây làm gì? Không cần làm à? Hậu phúc bà đi tiếp khách đây. Dạ. Miếu hội của Tây Sơn Tự hôm nay có múa lần náo nhiệt lắm. Vậy thì chúng ta đừng có bỏ dở, đi ngay nha. Vậy đi, đi. Sao nói có miếu hội? Đi nãy giờ ta vẫn chưa thấy. Hay, đã nói là miếu hội mà, dĩ nhiên là có miếu mới có hội. Vẫn còn chưa tới miếu Quan Âm. Vì còn phải bao lâu? Sắp tới rồi. Chuyện gì? Không, chắc là có đá sỏi vào dài, cấn chân đầu quá. Ta phải lấy trở ra, đi trước đi. Hôm nay thì đáng đợi ngươi. Tuy ta với Trịnh Bản Kiều không có thân lắm, nhưng dù sao cũng là bạn bè. Ngươi xử vậy với hắn, dĩ nhiên ta phải trả thù chứ. Có cái thù lao đặc biệt này, vậy thì càng hay. Cái ấn gì đây? Wow, nhiều lạng vàng quá. Vậy thì ngươi hãy ở lại đây nghỉ một chút đi. Ta đi trước, mở rộng, ta đi nhờ. Đứng lại. Để giấu lại cái gì? Không có. Lấy ra coi. Lấy ra coi. Tại sao có nhiều tiền bạc như vậy? Tăng được ở trong sòng bạc. Cô có tài gì
mang được nhiều tiền ở trong sòng bạc đi. Có phải ăn cắp về không? Không có mà. Đứng lại. Cô không giải thích rõ ràng tại không cho cô ở lại chỗ này nữa. Xảy ra chuyện gì? Nhưng tử em coi đi, trong tay của cô cầm tiền bạc không có rõ lai lịch. Tiền bạc này từ đâu mà có? Nói. Ta làm như vậy cũng là vì người thôi. Hôm nay ta gặp được người họ Kim đó. Rồi ta... Giờ cô làm sao? Đánh ngất xỉu hắn, rồi lấy đồ của hắn. Đánh người giật đồ là ăn cướp đó. Ta vẫn có đi gặp quan. Tấn công, đừng có bực bội. Nhưng mà cô làm trộm cắp. Tấn công, cô làm vậy cũng là vì anh thôi. Thiệt ra với sự dạy dỗ của anh, cô đã tiến bộ nhiều rồi. Không lẽ anh nỡ lòng bắt cổ đi nộp quan sao? Hay là gì? Tiền bạc này để em tạm giữ. Nhân tử, em sẽ đánh kiếm kêu cô tử đó về cho mau, trả tiền lại rồi xin lỗi với hắn. Ngũ muội từ nay không dám nữa đâu. Tha lỗi cho nó đi. Ta biết sao vậy, ngươi làm như vậy là vì tướng công. Ngươi làm như vậy thì là có lỗi đó. Từ nay đừng nha. Ta trở vô trước. Cũng may là còn cái cục này. Đại lão gia nói là lần này hoàng thượng tới Dương Châu là sự vinh hạnh của Dương Châu mình, cho nên tặng cái đĩa mai mực này cho hoàng thượng. Nhưng mà trên đĩa lại không có mực, cho nên mong mọi người quyên ra tiền để mà mua mực, đổ cho đây cái đĩa mực này để tỏ lòng kính ngưỡng. Ôi trời ơi, như vậy có quyên bao nhiêu đây hả? Bao nhiêu tiền là tâm ý của các người. Ồ, quyên chút đi ha. Vậy đi, chúng tôi mỗi người quyên 10 lượng. Phải 10 lượng. Các người dám bất kính với hoàng thượng? Đâu có. Không có. Đại lão gia nói mỗi cửa tiệm phụ trách 2 chai mực, mỗi chai là 50 lượng. Cái gì? 50 lượng hả? Đâu có chứ vậy. Đâu vậy? Đâu có. Đâu có. Không có. Mắc quá vậy. Mắc quá. 50 lượng. Đứt kể em lần. Ông chủ trình, đây là ý của đại lão gia, và cũng tỏ lòng tôn kính đối với hoàng thượng. Nếu như các người không chịu đưa hả, như vậy xin mời. Tự nhiên Tiểu Nhị lấy cho 2 bình rượu. Dạ được. Quan phủ bây giờ thì là mất hết tính người.
Thì phải, không lẽ cái dĩ mày mà của Khâm Sai đại thần còn quan trọng hơn mạng người hay sao chứ? Thì là tức quá mà. Cái bộ quan phủ che giấu chuyện này, thời buổi này tính mạng của Lê Dân Bá Tính thì là không có bằng một tảng đá đó. Cái bộ Khâm Sai đại nhân này không phải là quan tốt đâu à. Nếu là một quan tốt thì đâu có như vậy. Cái gì quyên tiền mua mực, cuối cùng cứ bỏ tiền vô túi của mình thôi. Để ổn lại đừng có nói thêm nữa, uống rượu đi. Uống. Tướng công à, tướng công, người bỏ đi bây giờ trong nhà không còn hạt gạo đâu hết. Từ nay làm sao mà sống đây, tướng công? Tướng công à, tướng công, mẹ con tôi biết làm sao bây giờ đây. Người chết đã đành rồi, đừng quá đau buồn. Đại thúc, chỗ này có ít tiền bạc, cầm đi. Cảm ơn đại gia. Con à, thôi mình đi. Thôi mình đi. Cảm ơn. Con à, mình đi. Xưa nay thêm mực thành tai họa, thành nhân quân tử đâu thể quên. Bao nhiêu khóc lóc, bao nhiêu lệ, nhà tan cửa nát lắm đoạn trường. Thịnh triều thiên tử phùng hoa đế, tham quan chỉ vì muốn no thân. Công hành hối lộ như mọt đục, đê dài ngàn dặm có ngày về. Đại nhân, chỗ này tuy không là bao nhiêu, nhưng mà là tâm ý của người dân Dương Châu đó, mời đại nhân vui nhận. Ai xin đừng từ chối nghe. Như vậy bổn quan không từ chối nữa. Đại nhân thì khéo nói chơi, khách sáo quá đi. Còn nữa đại nhân à, cái này chỉ là của phố Dương Châu, đợi chừng nào thâu luôn lạc quyên các nơi khác, ít nhất cũng 4-5 vạn lạng đó. Tốt, tốt. Không ngờ thêm một chút nước mực thôi đã kiếm được nhiều như vậy. Đất Dương Châu này thật là một nơi giàu có. Dạ phải là nơi giàu có. Tiên chức tham kiến như vậy đại nhân. Chuyện gì? Bẩm đại nhân, tiểu nhân nghe được lời đồn bên ngoài, thiệt bất kính với hai vị đại nhân. Đồn cái gì đây? Tiểu nhân không dám nói, hãy mời hai vị đại nhân ra coi nha. Đại nhân à, có ra ngoài coi không hả? Cái dao này là châm chích bổn phủ. Thật ra ai dạy cho họ vậy? Thật ra là ai dạy họ đây hả? Giờ không biết, tôi chỉ nhìn thấy bài ca này viết ở trên tường thôi. Xưa nay tam mực thành tai họa, thành nhân quân tử đâu thể quên. Bao nhiêu khóc lóc, bao nhiêu lệ, mấy nhà tan giả bị đạn trường. Ta hỏi ngươi, kẻ viết bài thơ này là ai vậy hả?
Ồ, bẩm đại lão già, tiểu nhân không có biết à. Tâm đệ, ngươi là chủ của nhà này mà, viết từng chữ trên tường của ngươi, vậy mà ngươi còn nói không biết, rõ ràng là muốn diệt tới chỗ tội. Ồ, đại lão già, ở ngoài phố người qua kẻ lại cho nên xảy ra chuyện này, tiểu nhân thì không biết. Xin đại lão già mình dám, xin mình dám. Thiệt là tầm bậy. À, Triệu đại nhân à, kẻ viết bài thơ này không được rõ ràng, ở không biết đại nhân thấy phải xử sao đây? Dương Tri Phủ, Dương Châu là nơi quản hạt của ngươi mà, tại sao có những điều dân phỉ bán quan phủ vậy? Ngươi xử sao đây? Bẩm đại nhân, nhưng mà thiệt không biết là ai viết cái bài thơ này đó. Kẻ viết bài thơ này là một kẻ biết viết chữ thì làm sao? Có cần ta dạy ngươi xử thế nào không hả? Hạ quan hiểu được. Ngươi đâu? Có đi chứ. Lập tức bắt hết những kẻ biết chữ về nhà môn để bổ quan đích thần thẩm phán coi ai là kẻ viết ra bài thơ này. Và ta nhất định phải trừng phạt cho thật nặng. Dạ. Này, mày ra đây. Chào. Từ phu nhân. Chào. Có cần ta giúp hay không? Không cần. Trình đại ca đâu? Đã ra ngoài rồi. Sớm gì à? Đi đâu? Nói là ra ngoài tản bộ. Có nhà hứng vậy sao? Kiều tỷ à, bác Kiều đâu? Kiếm ảnh có chuyện gì? Sao có người quản khốt vậy? Không biết xảy ra chuyện gì, quan lính ở bên ngoài bắt hết những người có học. Ta lo là bác Kiều xảy ra chuyện. Phải đó, nghe nói xuất hiện một bài thơ phản, cho nên nhà môn đã đi khắp nơi bắt người. Ai làm chủ ở đây? Linh đại ca, ta là chủ ở đây. Chỗ này là tiệm tranh, ngươi làm chủ ở đây. Vậy ngươi là người biết chữ chứ gì? Biết chút đỉnh thôi. Biết thì được, bắt hắn. Dạ. Linh đại ca, ta không có phạm sự, chuyện gì bắt ta chứ? Tại vì người biết chữ. Còn có người nữa, có biết chữ không đây? Coi bộ hắn giống như là một thư sinh đó, bắt luôn hắn. Dạ. Còn người nữa, có biết chữ không? Không cần hỏi nhiều, nam nhân bắt gì hết. Dạ. Đi. Lính đại ca, kìa. Người là đàn bà con gái, đừng có nhiều chuyện. Nếu như không, bắt luôn người đó. Phải đó, chị yên tâm đi. Đi. Ai đó? Là ta đi. Vô nhà rồi nói. Đảm gì vậy chứ? Nhân tử à, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao quản hút như vậy? Quan lính đòi bắt người đó. Bắt ta? Quỳnh đại ca, Kim đại ca với lại Tiểu Mực đã bị họ bắt đi hết rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại vì họ biết chữ. Biết chữ là bị bắt hay sao? Nghe nói ở ngoài phố có người đã viết một bài thơ chế giễu khâm sai đại nhân tham lam. Quan lão già thì là giận, nói là phải bắt người viết thơ, nhưng mà không biết ai viết, cho nên đã bắt hết những người biết chữ ở thành Dương Châu. Chị không biết ai vô duyên làm ra những chuyện hại người, không có lợi cho mình. Bài thơ là của ta viết. Tướng công, ta chướng mắt cái đám cẩu quan của triều đình tham mô hối lộ, hiếp đáp bá tánh, bỏ mặt mạng người, cho nên ta bực bội và uống thêm vài chén để viết ra bài thơ này. Nhưng mà ta thì không ngờ là một mệnh quan của triều đình đã không có độ lượng bao dung cho bài thơ trái ý của mình, bây giờ gây hại tới kẻ vô tội. Ta phải đi đầu án. Không được đâu. Đâu có ai dạ dột mà đi đầu án kiểu này. Theo ta, bây giờ phải kiếm một nơi an toàn để nấp lại đi. Tầm bậy. Họ chỉ là muốn kiếm kẻ viết bài thơ đó thôi. Nếu như điều tra ra không phải là họ thì cũng tha họ ra mà. Anh đừng có đi. Bớt người ta. Có ai không? Bớt người ta. Cứu mạng. Có ai không? Tiểu huynh đệ, làm ơn đến cứu ta đi. Sao ngươi bị người ta trói lại vậy? Ta bị cướp đến ngất xỉu, lấy hết đồ của ta rồi, còn trói ta đây nữa. Làm ơn nha, qua cởi trói cho ta đi. Được. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Không cần khách sáo, ngươi không sao chứ? Không sao. Chỗ này ít sưng tật mà ngươi cũng bị bắt được, ngươi thật là không may. Cái tên tặc nữ này, nếu để ta bắt gặp được, ta sẽ không tha đâu. Cô nương 20 cái bánh bao nè. Cảm ơn. Được.
Đừng có chạy, đứng lại. Trả cho ta, trả cho ta. Quà trời. Trả gì đây? Không được chạy, trả cho ta đi. Ngươi cắp đồ của ta. Ta lấy đồ của người nào chứ? Dạ cho. Nè nè nè. Nè nè. Ngươi cắp đồ của ta. Trả lại cho ta. Bố ta ra. Trả lại người nào chứ? Bố ra. Ngươi cắp đồ của ta. Trả đây. Lính đại ca, lính đại ca, không biết chữ đó. Lính đại ca, có cắp đồ của ta. Khoan đã, người có biết chữ hay không? Biết thì sao? Không lẽ biết chữ là phạm pháp? Có luật lệ nào nói biết chữ là phạm pháp đâu? Người nói như vậy nghĩa là người biết chữ rồi. Bắt hắn lại. Dạ. Chuyện gì? Tại sao bắt ta? Cổ là ăn cắp, ngươi không bắt lại bắt ta? Tại vì người biết chữ. Đi. Chuyện gì đây? Đi. Dám đấu với tòa hả? Đáng đời ngươi. Đi lên, đi lên. Ai ở tại sao? Nói gì đây? Tả ta ra, tả ta ra. Tại sao? Tao lên. Tại sao bắt ta? Mày lên. Đi. Tao lên, nói gì hả? Ôi trời, tại sao bắt ta vậy? Đi vô. Chữ quả báo. Bước vô. Đi 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 vô. Tả ta ra đi. Tả gì hả? Tả ta ra. Ta nói lại một lần với người. Ta là hoàng thượng đương kim. Khôn hồn thì thả ta ra đi. Ngươi là hoàng thượng đương kim thì ta là thái thượng hoàng đó. Ta cho người biết, người hãy an phận đi. Đừng có tự nhiên là hoàng đế nữa. Nếu không, ta sẽ thương ngươi tội phạm thượng, mưu đồ làm phản. Chừng đó nhốt ngươi vào phòng nước, cho ngươi bị lột da. Quỳnh Thần. Dạ có. Trần Mật. Dạ. Kim Lâm. Dạ. Trần Hồng Hội. Lý Kim Sơn. Mạnh Văn Kiệt. Các người có thể đi rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Nè, tại sao họ có thể đi được? Ngươi có 100 lượng hay không? Người ta đã lo lót rồi, dĩ nhiên là đi được. Ngươi muốn đi hả? Được. 100 lượng. Có không? Ta không có. Nhưng ta có cái quạt này. Cái quạt này có thể chứng minh thân phận của ta. Cái quạt rách này là nói mình là hoàng đế hả? Như vậy khắp phố đều là hoàng đế rồi. Hoàng thượng thì ta nghe nhiều. Nhưng mà hoàng thượng 100 lượng bạc cũng không có. Ta chưa có hề nghe quà đó. Ta thâu. Nè, thả ta ra đi. Thả ta ra đi. Nè. Quynh đài à, đừng có uống công nữa. Vô dụng thôi. Họ chỉ nhận tiền, không có nhận người. Tướng công, hành lý đã thu dọn rồi, có thể đi được rồi đó. Ta không đi. Chuyện này do ta gây ra, ta đâu có thể bỏ đi như vậy. Nhưng mà khâm sa đại nhân này, trước đó người đã đụng chạm một lần, đúng là thù mới nợ xưa. Nếu như hắn biết là người làm, hắn nhất định sẽ hành hạ người tới chết. Vậy chúng ta đi đi. Không được. Bây giờ trong nhà môn có cả đám người vì ta mà mang quà. Nếu tên khâm sai đại thần này không chịu bỏ qua như vậy và bắt bọn họ đi gánh tội, bà biểu ta làm sao được yên thân đi? Làm gì có. Khâm sai đại thần đó không có chứng cứ. Thêm vào bài thơ phản đó lại không phải họ giết. Sớm muộn họ cũng phải thả những kẻ vô tội thôi. Vậy Quỳnh Thận, Kim Long, Tiểu Mực, bọn họ thế nào? Người còn lo cho người ta. Người đã khó giữ mình rồi. Mình bỏ đi rồi mới nghĩ cách sau đi. Ngủ mồi, mở cửa. Ngủ mồi, mở cửa. Mở cửa đi ngủ mồi. Sao các người giờ được vậy? Có tiền thì mua tiền cũng được. Huống chi là cái thứ dần đó. Chúng tôi đã xài 300 lạng cho nên được trở ra ngoài. Những người mà không có tiền thì vẫn còn nhốt ở trong đó. Bà thấy chưa? Thiệt đúng là một tên cẩu quan. Bản Kiều, cần chi phải nổi giận. Không mất mớ tới mình đó mà. Ngày mai đại lão gia khai thẩm là được biết ai giết thơ phản đó. Tấn công, họ đã về tới rồi. Anh có thể đi rồi chứ? Tại sao bản Kiều phải đi? Bài thơ phản là của ta giết. Đi sang vậy rồi, không biết quan lính có được theo hay không. Không đâu, họ đâu có biết do bản Kiều giết chứ. Nam mô A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, đừng có để họ trực kịp mình. Con không cần lẩm bẩm vậy. Chúng tôi chạy nạn không phải lần đầu tiên. Yên tâm đi, mỗi lần chúng ta đều được tay qua nạn khỏi mà. Kiều tỷ à, bản Kiều có chuyện gì vậy? Sao ngài anh biết liên lụy tới bao nhiêu người? Trong lòng anh thì không có được yên. Anh nói là cái quả do ảnh gây ra, ảnh thì tự gánh lại. Nếu người ở trong thiên lao bị ở tù quan thì suốt đời của anh sẽ không được yên tâm. Ta cũng hiểu được tâm trạng của hắn. Nếu bây giờ hắn bước ra nói là bài thơ phản là của hắn giết thì hậu quả thì khó lường lắm. Không những bản Kiều mà cả mình, cha của hắn cũng bị liên lụy. Ta rành tánh của tri phủ đại nhân nhất mà. Hãy đợi câu chuyện dịu lại, tiền bạc là có thể giải quyết vấn đề. Ta hiểu. Hay là các người ở lại đây chờ chút, ta đi mua đồ ăn về rồi lên đường nha. Ta đi với chị. Được. Cẩn thận nha.
Thế là không ngờ một bài thơ tôi đã gây sóng gió đầy thành. Thì phải, lần này mình được thoát nạn là may mắn lắm rồi. Nghe các người ở nhà mồm nói, tri phủ đại nhân bắt nghiêm ngặt lắm. Còn nói là không dùng túng quyết phải kiếm ra được người giết thơ. Nếu như không làm sao ăn nói với Khâm Sai đại thần. Vậy những người trong thiên lao thật là nguy hiểm. Đương nhiên, nếu kiếm không ra người giết thơ, cả đám người đó nhất định sẽ gánh tội. Quân tử không có chịu thua trước mớ, chúng ta phải rời khỏi ở chỗ này mau đi. Phạm nhân to gan, nhìn thấy bổn quan mà không quỳ xuống hả? Tất cả quỳ xuống cho ta. Ồ, tại sao ngươi không quỳ? Ngươi chẳng qua là một quan nhỏ thất phẩm, còn bắt ta quỳ hả? Ngươi có biết ta là ai hay không? To gan, đại nhân biểu ngươi quỳ mà không quỳ hả? Quỳ xuống. Tao điên mà. Yêu chân này thiệt là to gan, dám thúc là nhục mã bổn phủ hả? Ngươi đâu? Giả miệng nó cho ta. Dạ. Nô tài chó, ngươi dám hả? Đánh, đánh cho hắn quỳ xuống. Quỳ xuống. Coi miệng của người cứng hay đòn của ta cứng. Ngươi im không? Còn muốn bị giả miệng hả? Thầy Trí. Dạ. Những người ở trong đó ra đây hết chưa? Bẩm đại nhân, đã ra hết rồi ạ. À, ta hỏi các người, 3 ngày trước ở ngoài phố xuất hiện một bài thơ, thật ra có ai viết vậy? Đứng ra đây. Cái thứ thư sinh mọt sách này dám viết mà lại không dám nhận, thiệt là không có phòng cốt. Chúng tôi không có phòng cốt. Các ngươi thì sao? Người làm quan là phụ mẫu, không chứng cớ gì bắt chúng tôi về đây, thiệt là không có dường pháp. Uổng công các người ăn lập quyết định. Cái tình như dân này to gan, dám thốt lời xí nhục tới bản phủ hả? Giả miệng hắn cho ta. Dạ. Ngươi coi người dám khiêu chiến với bổn phủ nữa hay không? Người đâu? Dạ. Dạ. Chuẩn bị giấy và bút mực, mỗi người phát một phần cho họ. Dạ. Dạ. Nè, ta cho các người một cơ hội cuối cùng nha. Đừng nói là bổn phủ đổ quan cho các người. Chỉ cần các người viết ra bài thơ của ba hôm trước là bổn phủ chứng thực, không mắc mớ gì tới các người, sẽ thả ra ngay tức khắc. Hả? Đại tỷ, về tới hả? Có đồ ăn nè. Tấn công đâu? Vừa rồi Duyên cô thấy đứng đây mà. Dù trần si mọc mình kỳ miêu châu toàn bất yêu chi, chỉ duyên chi yết chi yết mặc đâu yêu hoài chỉnh y. Vì tình ý, tùy thời tùy địa中 我一决思，一段诗足够传下万世痴。难得糊涂，虽有志愿，仍然无用武。我要不不要到藏风宫位藉，如攀登海市蜃楼难达到。